quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Điều tra xã hội học cho thấy, ngày càng có nhiều người dân Ukraine chấp nhận nhượng một phần lãnh thổ để có được hòa bình với Nga. Tỷ lệ người dân Ukraine năm 2024 ủng hộ đàm phán hòa bình với Nga đã tăng đáng kể so với năm 2022. Theo cuộc điều tra thực hiện mới đây tại Ukraine, ngày càng nhiều người dân nước này mệt mỏi vì cuộc xung đột quân sự và họ chấp nhận đàm phán, từ bỏ một phần đất đai để bảo toàn sinh mạng và có được cuộc sống bình yên. Một nhóm giáo sư các trường đại học Mỹ và Anh đã quan sát tâm lý, tình cảm của người Ukraine trong nhiều năm. Hồi tháng 6 và tháng 7 năm 2024, họ hợp tác với Viện Xã hội học Quốc tế Kiev để thực hiện một cuộc thăm dò dư luận qua điện thoại đối với 2.200 người, đại diện cho dân chúng đã trưởng thành ở các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát. Cuộc thăm dò này kế tiếp cuộc điều tra xã hội từ tháng 10 năm 2022. Kết quả điều tra lần này cho thấy người dân Ukraine lo lắng về tình trạng mệt mỏi do chiến tranh và có sự gia tăng số người ủng hộ đàm phán với Nga, chấp nhận nhượng đất cho Nga để có được hòa bình. Thái độ của người dân Ukraine đối với việc nhượng lãnh thổ đã bắt đầu thay đổi, dù là ở mức độ nhẹ. Đa phần, người dân nước này đã phản đối việc nhượng đất kể từ năm 2014, nhưng cuộc điều tra toàn diện và thường kỳ của tổ chức này đã cung cấp bằng chứng về việc có nhiều người Ukraine, tương đương khoảng 1/3 số người Ukraine, thừa nhận rằng nhượng lãnh thổ là điều cần thiết. Trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 7 năm 2024, nhóm điều tra xã hội học đã lặp lại một câu hỏi đưa ra vào hồi tháng 10 năm 2022 về vấn đề nhượng lãnh thổ. Sự khác biệt lớn nhất trong câu trả lời nằm ở chỗ sau đây. Vào năm 2022, có tới 71% người được hỏi ủng hộ đề xuất tiếp tục chống lại cuộc chiến của người Nga cho tới khi tất cả lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea được giải phóng. Nhưng vào năm 2024, sự ủng hộ dành cho sự lựa chọn này đã tụt xuống chỉ còn 51%. Vào năm 2022, chỉ 11% đồng ý với việc cố gắng đạt một thỏa thuận song phương về ngừng bắn tức thời, có điều kiện và bắt đầu thương lượng. Năm 2024, tỷ lệ tăng lên thành 31%. Việc tiếp tục xung đột vũ trang bị coi là mang lại nhiều rủi ro hơn so với phương án chấp nhận nhượng một phần lãnh thổ, điều có thể giúp bảo toàn mạng sống người dân, bảo đảm chủ quyền của Ukraine và bảo vệ an ninh của Ukraine trong tương lai. Nghiên cứu gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev cho thấy, trong kịch bản đàm phán giả định, quan điểm của người dân về tầm quan trọng của bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ có thể phụ thuộc vào bất cứ thỏa thuận khả thi nào có khả năng bảo vệ những điều khác mà người dân quan tâm. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy người dân Ukraine thừa nhận tình trạng mệt mỏi do chiến sự và kết quả này là nhất quán với các báo cáo khác. Thay vì hỏi trực tiếp về sự mệt mỏi của bản thân đối tượng, nhóm thăm dò đã hỏi gián tiếp rằng liệu họ có lo lắng về sự mệt mỏi ở những công dân Ukraine khác hay không. Kết quả rất đáng chú ý, 58% lo lắng rất nhiều, 28% lo lắng một chút, trong khi chỉ 10% nói rằng họ không lo ngại về tình trạng mệt mỏi do chiến tranh. Theo kết quả điều tra, người Ukraine vẫn lạc quan rộng rãi về việc phương Tây tiếp tục viện trợ cho nước này, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với hồi tháng 10 năm 2022. Hiện nay, 19% tin rằng sự ủng hộ của phương Tây tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ này giảm xuống mức từ 29% vào năm 2022, còn 35% tin rằng sự ủng hộ sẽ giữ nguyên, giảm tới mức 41% vào hồi năm 2022. Tuy nhiên, số người tin rằng viện trợ phương Tây sẽ ngừng đã tăng lên mức 13% so với chỉ 3% vào năm 2022. Nhóm điều tra chia những người được hỏi làm hai nhóm. Với nhóm thứ nhất, họ hỏi, quý vị có chấp nhận để Ukraine nhượng một phần lãnh thổ để chấm dứt xung đột hay không? Câu trả lời là có, được khoảng 20% đối tượng đưa ra. Với nhóm thứ hai, họ hỏi, quý vị có chấp nhận để Ukraine nhượng một phần lãnh thổ để cứu mạng sống và chấm dứt xung đột? Thì có tới 34% đối tượng trả lời có. Như vậy, nhượng lãnh thổ gắn với cứu sinh mạng và điều này gia tăng sự ủng hộ của người dân Ukraine cho giải pháp nhượng đất để đổi lấy hòa bình. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Washington vào tuần tới. Tờ Bloomberg trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ông Zelensky cũng sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9. Trước đó, ngày 18 tháng 9, khi được hỏi về cuộc gặp tiềm năng với lãnh đạo Ukraine, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trả lời, có thể có. Ngoài ra, ông Trump không công bố thêm thông tin chi tiết. Dự kiến, ông Zelensky sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 9. Tối ngày 18 tháng 9, Tổng thống Ukraine cho biết kế hoạch chiến thắng của nước này đã được chuẩn bị đầy đủ. Tất cả các luận điểm, các phụ lục đã được xác định, mọi thứ đã được chốt. Điều quan trọng nhất bây giờ là quyết tâm thực hiện nó.
Ông Zelensky tuyên bố rằng không có và không thể có giải pháp nào thay thế cho hòa bình, không có đóng băng xung đột hoặc bất kỳ sự thao túng nào khác. Lãnh đạo Ukraine cho biết, ông có ý định chia sẻ kế hoạch hòa bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden và cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris, ông Donald Trump. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, kế hoạch chiến thắng của ông nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine đã hoàn tất sau nhiều cuộc tham vấn. Tháng trước, ông Zelensky cho biết sẽ trình bày kế hoạch của mình với Tổng thống Mỹ Joe Biden có lẽ vào tuần tới khi ông tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dù vẫn cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về quá trình chuẩn bị kế hoạch, nhưng ông Zelensky tiết lộ rất ít về nội dung, chỉ khẳng định kế hoạch này có các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Ukraine sau 2 năm rưỡi xung đột với Nga. Ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video hàng đêm, có thể nói rằng kế hoạch chiến thắng của chúng tôi đã được chuẩn bị đầy đủ. Tất cả các điểm, tất cả các lĩnh vực trọng tâm chính và tất cả bổ sung chi tiết cần thiết của kế hoạch đã được xác định. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng không có giải pháp thay thế nào cho hòa bình, không có sự đóng băng chiến sự hay bất kỳ thao túng nào khác, chỉ đơn giản là trì hoãn cuộc xung đột sang một giai đoạn khác. Theo kế hoạch mà ông Zelensky trình bày vào cuối năm 2022, cơ sở để nước này đàm phán hòa bình với Nga là Moscow phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine, khôi phục biên giới của Ukraine thời hậu Xô Viết và Nga phải chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự của mình. Kế hoạch này là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh hòa bình diễn ra ở Thụy Sĩ vào hồi tháng 6 và hội nghị thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh vào hồi tháng 6, nhưng Ukraine và các đồng minh cho biết Moscow có thể tham dự hội nghị tiếp theo. Ông Zelensky bác bỏ mọi ý tưởng đàm phán trong khi quân đội Nga vẫn kiểm soát gần 20% lãnh thổ của Ukraine. Còn Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng loại trừ việc đối thoại khi lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát địa bàn ở vùng cớt của Nga. Mới đây, chuyên gia đã viết trên tạp chí tin tức hàng tuần của Pháp Valeur Actualis, Tổng thống Ukraine Zelensky đang muốn để NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tuyệt vọng, cố gắng kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga, sử dụng cơ hội cuối cùng để cứu vãn quyền lực của mình. Nhưng hành động của ông đang làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Quan điểm này được Alexander Devan, chuyên gia trong lĩnh vực địa chính trị và giáo sư tại Viện Đào tạo Quản lý và Điều hành đưa ra. Trong bài viết của ông trên tạp chí Valeur Actualis, ông lưu ý trước tiên về tình hình khó khăn mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt, và tình hình này chỉ trở nên tồi tệ hơn sau cuộc xâm nhập vào khu vực Kherson. Ông chỉ ra rằng, cứ mỗi 10 quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine thì có một người bị cáo buộc đào ngũ và 800.000 người Ukraine phản đối việc gia nhập quân đội, cho thấy nguồn lực và tinh thần của Kiev đang bị cạn kiệt. Trevan cũng chỉ ra rằng, việc dần dần từ bỏ các vị trí của quân Ukraine, điều này đe dọa sụp đổ hoàn toàn hệ thống phòng thủ của các lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass và các khu vực phía nam của đất nước. Ông viết, đối mặt với thực tế này, Zelensky đang chơi con bài cuối cùng mà ông còn lại. Ông đang cố gắng trực tiếp kéo NATO vào cuộc xung đột bằng cách buộc liên minh phải đưa quân đến. Chuyên gia này lưu ý về lời kêu gọi của ông Zelensky tại cuộc họp của nhóm liên lạc ở Ramstein của Đức và tại diễn đàn Chernobyl đối với các đồng minh, yêu cầu họ bỏ qua các giới hạn đỏ của Moscow và cung cấp cho Kiev thêm tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga. Devan cũng lưu ý rằng, trong bối cảnh này, bất chấp sự thất bại về mặt quân sự của cuộc xâm lược vào khu vực Kherson, ông Zelensky đang cố gắng chứng minh rằng có thể tiến hành chiến tranh chống lại Nga mà không sợ cả thảm họa tận thế hay hình phạt kiềm chế. Tuy nhiên, những tuyên bố như vậy của ông Zelensky có thể cuối cùng kích hoạt một chuỗi sự kiện biến cuộc xung đột khu vực này thành cuộc chiến giữa phương Tây và Nga với những hậu quả không thể dự đoán. Ông giải thích thêm, nguy cơ chiến tranh hạt nhân không thể hoàn toàn bị loại trừ, ngay cả khi nó không có khả năng xảy ra. Dân chủ và sự tự tin thái quá. Nhà phân tích chính trị cho rằng chiến lược của ông Zelensky có thể có hậu quả tàn khốc cho toàn nhân loại. Theo ông, các quốc gia NATO hiện không sẵn sàng cho chiến tranh với Nga vì họ không có quân đội đủ đông để chịu đựng tổn thất nặng nề cũng như sản xuất quân sự mạnh mẽ, khi mà hiện tại họ chỉ vừa đáp ứng cho nhu cầu của Ukraine. Chuyên gia Devan kết luận, rất có thể người Ukraine đang chiến đấu một cách vô ích, bởi vì trừ khi xảy ra điều tồi tệ nhất, nếu các cuộc đàm phán diễn ra, chúng sẽ dẫn đến những tổn thất lãnh thổ lớn hơn cho người Ukraine vào năm 2025 so với những gì có thể xảy ra vào tháng 3 năm 2022, tức là trước khi chuỗi sự kiện quốc tế hóa và tương tác của các liên minh làm phức tạp quá trình đàm phán. Vào ngày 12 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng NATO không chỉ nghiên cứu khả năng sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây cho Ukraine mà còn tham gia trực tiếp vào xung đột. Theo ông Putin,
chính quyền Kiev đã tấn công lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái và các phương tiện khác. Khi nói đến việc sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao do phương Tây sản xuất, cần hiểu rằng việc này phải có sự tham gia của quân đội các nước trong liên minh, vì chỉ họ mới có thể tích hợp các nhiệm vụ bay vào hệ thống tên lửa. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc đối đầu ở Ukraine sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột và đồng nghĩa với việc các thành viên NATO, Mỹ và các nước châu Âu đang chiến đấu với Nga. Moscow khi đó sẽ đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa xuất hiện trước mắt. Nga cho biết hôm 17 tháng 9 rằng họ đã đẩy lùi 5 lần nỗ lực tấn công mới của các lực lượng Ukraine nhằm xuyên thủng biên giới vào khu vực Kerch. Trong chỉ 6 ngày qua đã xảy ra ít nhất 26 cuộc tấn công từ Ukraine. Hôm 6 tháng 8, Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất từ nước ngoài vào Nga kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, xâm nhập qua biên giới vào khu vực Kerch với hàng ngàn binh sĩ được đạn drone và vũ khí hạng nặng hỗ trợ, bao gồm cả vũ khí phương Tây chế tạo. Nga đã bắt đầu một cuộc phản công lớn chống lại các lực lượng Ukraine ở Kerch vào ngày 10 tháng 9, đẩy lùi các lực lượng của Kiev về phía sông Snagost. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine đã cố gắng trong khoảng một tuần để xuyên thủng biên giới Nga về phía Veseloe và Medveze nhằm đe dọa cuộc phản công của Nga với khoảng cách 15 km về phía tây của chiến trường chính ở Kerch. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, 5 lần nỗ lực của các phương tiện lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xuyên thủng biên giới của Liên bang Nga theo hướng Veseloe và Medveze đã bị đẩy lùi. Thông tin được Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo ngày 17 tháng 9. Cũng theo Bộ Quốc phòng, các lực lượng Nga đã tấn công ở Lyubimovka, Malaya, Kosnya và nhiều khu vực khác ở Kerch. Các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã chiếm được một số lãnh thổ về phía Veseloe và Medveze, đồng thời cho biết các lực lượng Nga đã lấy lại lãnh thổ và tấn công Lyubimovka. Reuters không thể xác minh được các báo cáo về chiến trường từ cả hai do các hạn chế báo cáo mà hai bên đã áp đặt trong khu vực xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây nghi ngờ về hiệu quả của cuộc tấn công xâm nhập vào Kerch. Thông tin cho biết, các tướng lĩnh hàng đầu Ukraine cũng đã phản đối Tổng thống Ukraine Zelensky khi ông đưa ra ý định tấn công Kerch và sự phản đối đó đã khiến cho Tổng tư lệnh Ukraine Zaluzhny bị sa thải. Ông Zelensky cho rằng việc tấn công Kerch sẽ tạo nên sức mạnh cho Ukraine nếu đàm phán với Nga. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã khiến cho Ukraine phải chia bớt quân, lẽ ra cần phòng thủ miền đông tới mặt trận này, trong khi Nga gần như không cần điều quân từ mặt trận khác tới đây để đẩy lùi lực lượng Ukraine. Thậm chí các lực lượng Nga đã mở rộng lãnh thổ ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh nhất trong khoảng 2 năm qua. Theo bản đồ và dữ liệu nguồn mở, các lực lượng Nga đang bao vây thị trấn Ukrainsk. Cuộc xung đột ở Ukraine đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước đến nay, khi Ukraine yêu cầu các thành viên chủ chốt của NATO cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây. Tổng thống Ukraine cũng đã khẳng định Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái sang nước này và dường như chỉ trích Bắc Kinh. Trung Quốc đã áp đặt các quy định kiểm soát 2 năm đối với việc xuất khẩu máy bay không người lái dân dụng và thiết bị liên quan vào năm ngoái, sau khi nhận được cáo buộc rằng cả Ukraine và Nga đều đang vũ khí hóa các sản phẩm của Trung Quốc. Họ điều chỉnh thêm các quy định vào tháng 7, với hạn chế mới có thể hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 16 tháng 9, ông Zelensky dường như đã chỉ trích các biện pháp này, mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc. Ông viết, một số quốc gia lớn nhất xuất khẩu các linh kiện máy bay không người lái đang áp đặt các hạn chế xuất khẩu. Chúng tôi biết phải làm gì với những hạn chế này không ảnh hưởng nghiêm trọng với chúng tôi.